Trong tuần đầu tiên của tháng 12, thị trường tài chính thế giới choáng váng vì Bitcoin tăng giá nhanh chóng. Bitcoin là tiền ảo phổ biến nhất hiện nay ra đời từ năm 2009. Mối lo ngại đối với tiền điện tử như Bitcoin cũng giống như mọi thứ khác trên internet, người ta nghĩ nó có thể bị tin tặc tấn công và bị đánh cắp. Nhưng những người ủng hộ Bitcoin cho rằng chuyện đó khó mà xảy ra nhờ vào công nghệ blockchain, một cách để máy tính ghi lại các giao dịch một cách phi tập trung hóa. Về cơ bản giống như tôi đưa bạn một chiếc cốc trên thực tế, bạn có cái cốc, tôi không còn nó nữa, đúng không? Có làm được tương tự như thế trên internet không? không giống như một ảnh kỹ thuật số có thể được sao chép và chia sẻ trực tuyến blockchain đảm bảo rằng tại một thời điểm chỉ một người có thể sở hữu cái cốc ấy hay bất kỳ vật thể kỹ thuật số nào khác biệt với hệ thống ngân hàng truyền thống là không có máy chủ nào có thể bị tấn công đó là bởi vì tất cả các máy tính trong một blockchain giữ một bản ghi nhớ của mỗi giao dịch giúp tạo ra một hệ thống phân cấp khổng lồ trong một mô hình phân cấp, chúng ta có cơ hội hoàn toàn thiết kế lại cách chúng ta tạo ra tiền, cách chúng ta phân phối, theo dõi và thậm chí là cách chúng ta định giá tiền, theo cách chúng ta định nghĩa tiền. Mặc dù vậy, tầm quan trọng của blockchain không chỉ nằm ở phạm vi các cuộc giao dịch tài chính và bitcoin. Blockchain có thể được áp dụng cho rất nhiều thứ khác nhau, nó có thể theo dõi chuỗi cung ứng hoặc theo dõi bất cứ điều gì trong các thành phố như một thành phố thông minh. Cho nên đó là một cuộc cách mạng công nghệ mà mọi người đang nói đến rất nhiều vào thời điểm này. Hầu hết các nhà phân tích mong đợi blockchain đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền riêng tư trên mạng, xác định hàng giả và lưu giữ hồ sơ tất cả các loại trong từ 5 đến 10 năm tới.